bien. Bỏ tự động đi vào dàn. Dàn tắt, không cần phải người đùa. Tất cả hàng rào đều là máy inox. Ông chủ trang trại sinh năm 1941, rất là nhiệt tình. Đàn bò ở đây tự động đi vào dàn, không cần một người nào đuổi. Theo chia sẻ của ông chủ trang trại thì cái khu vực bò chờ và dàn phát này phải có độ dốc. Độ dốc là 1%. Và thứ hai nữa là trên ô bò chờ chia làm 3 quả. Đấy, chia làm 3 lối vào như thế này. 3 lối vào như thế này thì bò sẽ đi thẳng vào luôn. Đấy, mọi người để nhìn thấy. Độ dốc 1% hướng ra ngoài. Tức là giống như kiểu đi lên dốc. Rất là mạnh.